Tôi vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thị trường du lịch nội địa của Việt Nam đang rất sôi động do hiệu quả chương trình kích cầu du lịch nội địa, người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Hiệu quả chương trình chung tay cùng làm sạch thành phố. Gặp gỡ người đàn ông thầm lặng gửi 20.000 lá thư báo mộ liệt sĩ. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thị trường du lịch nội địa đang rất sôi động, đặc biệt từ giữa tháng 7 và tháng 8 khi học sinh được nghỉ hè. Đây là một phần kết quả từ chương trình kích cầu du lịch nội địa, người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Thị trường nội địa ghi nhận một số lượng lớn du khách thay vì đi du lịch quốc tế đã chuyển sang đi du lịch trong nước. Các đơn vị lữ hành cũng rất linh hoạt để thiết kế các hành trình tour phù hợp với nhu cầu của khách Việt theo đủ 3 phân khúc là cao cấp, tiêu chuẩn và tiết kiệm. Sau hơn một tháng phát động kích cầu du lịch nội địa, đến thời điểm này có thể khẳng định chiến dịch đã đạt được những tín hiệu rất khả quan. Mặc dù vậy, vẫn có những khách chưa hài lòng với chất lượng dịch vụ. Cái lượng đặt phòng rồi dịch vụ tour rất là cao. Phải nói là có một số điểm là không còn dịch vụ. Một số địa phương thì có lẽ rằng mọi người cũng so sánh với trước đây hình như không bằng. Nhưng mà cái điều đấy rất bình thường khi mà dịch diễn ra, bởi vì là trong điều kiện khó khăn này thì rõ ràng rất nhiều nơi thì sử dụng cái lực lượng lao động nó ít hơn nhiều so với trước đây. Du lịch đang có những bước phục hồi thị trường nội địa sôi động trong gần 2 tháng cao điểm hè. Tuy nhiên, các điểm du lịch, các công ty kinh doanh lữ hành cũng cần tính đến các yếu tố đảm bảo chất lượng để người Việt Nam thêm yêu thích đi du lịch Việt Nam. Trang du lịch trip2discovery.com của Mỹ đã giới thiệu 14 điểm đến mới nổi ở châu Á nên ghé thăm, trong đó có Sapa, tỉnh Lào Cai và tỉnh Ninh Bình của Việt Nam. Theo giới thiệu của trip2discover, Sapa là một trong những nơi hấp dẫn nhất để ghé thăm ở Việt Nam. Sapa nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, được bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Vì nằm trong dãy núi Hoàng Liên Sơn, Sapa cũng là nơi tuyệt vời để đi bộ, xe đạp và leo núi. Trong khi đó, cách thủ đô Hà Nội gần 100 km, tỉnh Ninh Bình hấp dẫn du khách bởi phong cảnh đẹp như tranh vẽ với hàng trăm tảng đá vôi nguyên khối phủ màu xanh mướt. Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn có rất nhiều chùa chiền, tiêu biểu là chùa Bái Đính, Bích Động. Vụ sai phạm tại nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, theo phương án công trình sẽ được cải tạo lại hình khối, vật liệu, màu sắc và các chi tiết kiến trúc mang dấu ấn văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Việc tháo dỡ và cải tạo công trình do chủ đầu tư thực hiện theo phương án đã được tham vấn ý kiến của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Viện Bảo tồn Di tích, Cục Di sản Văn hóa, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Công trình này sẽ được cải tạo lại, không có chức năng lưu trú mà chỉ là điểm dừng chân ngắm cảnh đỉnh đèo Mã Pì Lèng và hẻm vực Tu Sản. Trước đó, năm 2019, ngay sau khi có phản ánh về những sai phạm của công trình, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy chủ đầu tư chỉ cung cấp được một bản vẽ thiết kế chưa qua thẩm định. Sau khi tham vấn ý kiến của các chuyên gia bộ ngành chức năng, tỉnh Hà Giang đề nghị chủ đầu tư tháo dỡ, cải tạo công trình thành điểm dừng chân, ngắm cảnh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Những bãi rác ô nhiễm giờ trở thành điểm đến nghệ thuật, những dòng kênh chết giờ hồi sinh trở thành công viên. Người dân vận động nhau không xả rác bừa bãi, tất cả đều đang hướng đến mục tiêu xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cả cộng đồng cùng chung tay bởi ai cũng hiểu rõ đây chính là cách để xã hội phát triển bền vững và an toàn nhất. Nhìn những hình ảnh này, khó có thể tưởng tượng rằng nơi đây trước là điểm đen về ô nhiễm rác thải. Bằng việc vẽ tranh lên những bức tường, tuổi trẻ quận Đống Đa Hà Nội đã và đang góp phần tô điểm thêm diện mạo cho thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị. Với sự nỗ lực của cả thành phố và người dân, rất nhiều điểm đen về rác thải đã được hồi sinh, trở thành nơi có ý nghĩa với cộng đồng. Con đường ven sông Hồng ở Phúc Tân này cũng là một ví dụ. Sự sáng tạo của nhóm 16 họa sĩ từ một bãi rác đầy ô nhiễm phía sau thành phố, nơi này đã biến thành điểm đến của nghệ thuật, kể những câu chuyện của ký ức, của lịch sử. Rõ ràng đây nó có những các cái biến động về môi trường. Môi trường của nó đầu tiên là gì? Là giảm bớt những các cái bẩn thỉu, đúng không? Giảm bớt cái bẩn thỉu mà người ta đi, còn có nhiều người, những các người họ cảm nhận được nghệ thuật này là họ còn chiêm ngưỡng được những các cái nghệ thuật này nữa.
Trên khắp dải đất hình chữ S, những chiến dịch để xây dựng một thành phố sạch đã và đang được khởi động, như vận động người dân không xả rác bừa bãi, ký cam kết bảo vệ nguồn nước. Với sự nỗ lực đó, tại diễn đàn du lịch ASEAN 2020, có 3 thành phố của Việt Nam vinh dự giành được giải thưởng du lịch sạch, đó là Vũng Tàu, Huế và Quy Nhơn. Chúng tôi sẽ cùng nhau nhặt rác ở dọc cái bờ sông ở dưới gầm cầu Trương Dương này. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi cũng bắt đầu cùng nhau làm những hoạt động về truyền thông để làm sao trên cộng đồng, rồi trên những cái trang bạn bè cùng với cộng đồng, làm sao chúng ta có thể là cùng nhau chung tay để lan tỏa cái thông điệp này, không chỉ là cái việc chúng ta nhặt rác nữa mà cùng kêu gọi mọi người đồng hành để chúng ta có một cái môi trường mà xanh sạch hơn. Đây là cái thời điểm mà cái nhận thức của công dân Việt Nam, của cả hệ thống chính trị là được nâng lên rất là cao. Kinh tế chắc chắn phải phát triển lên, là bản thân những người dân sống ở đấy thì người ta có sức khỏe tốt hơn, cho năng suất lao động người ta cũng tăng lên, cái nguồn lợi mình thu được ấy, cái hệ thống bảo hiểm xã hội, hệ thống y tế chẳng hạn, nó giảm đi rất nhiều. Để xây dựng thành phố sạch thì cần nhiều năm và nhiều nỗ lực, đòi hỏi sự quyết tâm của thành phố, đòi hỏi ý thức của mỗi người dân. Nhưng khi xây dựng được thành phố sạch sẽ mang lại niềm tự hào cho mỗi người dân, đồng thời mang lại giá trị gia tăng về kinh tế, văn hóa, du lịch cho thành phố. Hiện các tỉnh Bắc Bộ vẫn đang trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều người đã hạn chế ra đường và lựa chọn cho mình những giải pháp tránh nóng. Chính vì thế mà tình hình kinh doanh của nhiều cửa hàng cũng ảm đạm, trầm lắng hơn nhiều. Đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh hè phố như cà phê, trà đá hay những cửa hàng dịch vụ ăn uống buổi trưa. Chị Ngô Thị The bán hàng trên góc phố này đã 18 năm. Mỗi khi mùa hè tới, điều mà chị lo ngại nhất là làm sao để bảo quản và tránh nắng cho gian hàng hoa quả của mình. Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng hơn rất nhiều. Lượng khách hàng sụt giảm đến hơn 50% khiến tình hình kinh doanh của chị gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là tình trạng chung của các quán cà phê, trà đá vỉa hè hay thậm chí là cả những gian hàng ăn uống. Riêng năm nay thì thời tiết nó nắng nóng hơn, cộng thêm mấy cả do tình hình kinh tế của do dịch Covid nó dần lan sang đây thì lại càng cái sức mua của người dân lại càng giảm sút đi nhiều. Kinh doanh ế ẩm, nhiều cửa hàng đã chi tiền lắp máy lạnh để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh cũng không khá hơn bởi tâm lý chung của người tiêu dùng, không muốn ra đường và e ngại nắng nóng. Trong cái đợt nắng nóng kéo dài thì quán mình là có lắp thêm điều hòa và các cái thiết bị làm mát để thu hút khách hàng hơn. Thế nhưng mà do cái chắc là thời tiết khắc nghiệt, nóng quá nên là mọi người cũng hạn chế ra đường. Thực ra lượng khách của mình cũng bị giảm. Tránh nắng nóng, nhiều người lựa chọn việc ngồi tại nhà, nơi làm việc và sử dụng dịch vụ giao hàng. Tuy mất thêm chi phí nhưng tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe. Trước đây buổi trưa thì mình với cả các đồng nghiệp thì hay là ra ngoài ăn trưa, nhưng mà thời điểm gần đây thì thời tiết khá là nắng nóng và cái chỉ số UV tương đối cao, thế nên là mọi người quyết định là gọi đồ ăn về văn phòng để ăn. Đợt này thì nắng nóng cao điểm thì lượng đơn hàng cũng tăng hơn một chút so với những ngày thông thường. Trong thời gian tới, dự báo tình hình thời tiết nắng nóng có thể vẫn sẽ kéo dài. Để đảm bảo nguồn thu nhập, các cửa hàng cần nắm bắt tốt hơn xu hướng của khách hàng và thay đổi phương thức hoạt động để đáp ứng những nhu cầu khách hàng tốt nhất. Chuyển đổi số là quá trình tất yếu để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới và cũng là hướng tới mục tiêu kép của chính phủ trong việc hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực ra toàn cầu. Việc phát triển và ra mắt các nền tảng số Make in Việt Nam là giải pháp đột phá thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Làm đơn xin nghỉ trực tuyến, tạo lập và ký hợp đồng với khách hàng. Hơn 100.000 người dùng ở hơn 2.000 doanh nghiệp đã dùng nền tảng này, đánh giá cao khả năng linh hoạt của phần mềm. Các cái chính sách trong mỗi doanh nghiệp là khác nhau, chấm công tiền lương khác nhau, chính sách kinh doanh khác nhau, các cái quy trình xử lý công việc khác nhau. Làm sao đó để người dùng có thể được tùy biến được từ doanh nghiệp của mình. Thì đây là những thứ mà One Office tập trung để giải quyết. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực, từ trung tuần tháng 4 năm 2020 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên tục giới thiệu các nền tảng Make in Việt Nam như nền tảng phục vụ nhu cầu học tập, đào tạo trực tuyến, nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, nền tảng điện toán đám mây Việt, nền tảng mã bưu chính VPostcode. Động lực to lớn về chuyển đổi số, nó đem lại lợi ích cho toàn xã hội và nó cũng không phân biệt trong cái việc độ tuổi. Đó, thì đấy là một cái lợi ích kép, vừa là mang cái tính là educate cho cộng đồng về cái lợi ích của việc chuyển đổi số mang lại,
và cũng như là cái việc là tạo nên cái cơ hội, tạo nên cái thị trường cho các cái doanh nghiệp Việt cùng tham gia cạnh tranh, cùng tham gia để phổ biến các cái trí tuệ Việt đến tất cả cộng đồng. Theo đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, thì các nền tảng số Make in Việt Nam là giải pháp đột phá thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam là một thị trường lớn với khoảng 100 triệu dân. Công nghệ số có khả năng giải quyết được các vấn đề, giải quyết được những cái sự nhức nhối của xã hội, giải quyết được những cái bài toán của từng bộ, từng ngành và từng quốc gia, và các anh giao nhiệm vụ nhiều hơn cho anh em doanh nghiệp công nghệ thì vấn đề sẽ được giải quyết. Chuyển đổi số Việt Nam là cái nôi để sinh ra các doanh nghiệp công nghệ số. Để từ đây các doanh nghiệp, các sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số Việt Nam sẽ đi ra nước ngoài và làm rạng danh nước ta, góp phần thực hiện đến năm 2030 về dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, cơ sở dữ liệu quốc gia, xếp hạng về chính phủ điện tử, chỉ số cạnh tranh, chỉ số đổi mới sáng tạo, hạ tầng viễn thông, an toàn, an ninh mạng. Bước vào mùa mưa bão năm 2020, các cấp ngành của tỉnh Lào Cai đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp làm thủy điện phải đảm bảo các biện pháp an toàn hồ đập và quy trình vận hành hồ đập đúng quy định. Tuy nhiên, thực tế những năm qua vẫn xảy ra một số sự cố an toàn hồ đập thủy điện do tác động của thiên tai đã cho thấy nguy cơ về việc này trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ. Đây là những hình ảnh của nhà máy thủy điện Nậm Tha 4 ở huyện Văn Bàn năm 2018. Nguyên nhân chính là tại thiên tai, nhưng cũng có một nguyên nhân chủ quan không kém phần quan trọng, đó là rừng đầu nguồn bị phá để làm thủy điện. Còn đây là những hình ảnh về cơn lũ bất ngờ trong đêm xảy ra tại xã Bản Hồ, huyện Sapa năm 2019. Nguyên nhân được xác định là do nhà máy thủy điện Bản Hồ đã cùng lúc mở 4 cửa xả lũ trong đêm mà không thông báo cho chính quyền và người dân ở vùng hạ du. Nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra, bước vào mùa mưa bão năm 2020, ngành công thương tỉnh Lào Cai đã có văn bản gửi các doanh nghiệp yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý an toàn hồ đập. Và đến tháng 4 hàng năm là tất cả các chủ đập phải được xây dựng báo cáo đánh giá cái quá trình vận hành đập của năm trước. Và trên cơ sở đó đề ra cái kế hoạch đảm bảo an toàn hồ đập của cái năm tiếp theo, căn cứ vào chỉ thị chúng tôi đều có thông báo nhắc nhở với các chủ đầu tư về cái việc thực hiện cái an toàn hồ đập. Trong thực tế thì các năm vừa qua thì cái việc xảy ra cái mất an toàn hồ đập thì đối với cái địa bàn của tỉnh Lào Cai thì cũng đã xảy ra mặc dù không nhiều. Để chuẩn bị an toàn cho mùa bão năm 2020 thì thủy điện Tinh Hải đã xây dựng các phương án về phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và phương án ứng phó thiên tai và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Về phần chuyên môn thì chúng tôi đã bảo dưỡng toàn bộ các thiết bị máy móc để vận hành an toàn liên tục trong cái mùa mưa bão nếu mà xảy ra những tình huống sự cố. Tới thời điểm hiện tại, đến hết tháng 5 năm 2020, Lào Cai có tổng số 101 công trình thủy điện với tổng công suất lắp máy 1.369,75 MW. Qua kiểm tra, một số dự án thủy điện thực hiện chế độ báo cáo cập nhật thông tin còn chậm. Một số dự án thực hiện duy trì dòng chảy môi trường kết hợp cùng cống xả cát, cống xả sâu, cửa van xả tràn, nên việc xả dòng chảy tối thiểu không được liên tục. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong cuộc sống bình yên ngày hôm nay, vẫn còn đó rất nhiều hài cốt liệt sĩ biệt vô âm tín nằm sâu dưới lòng đất. Đảng, Nhà nước, nhiều tổ chức cá nhân và nhân dân trong cả nước vẫn miệt mài đi tìm những người con ưu tú đã hy sinh thân mình vì nền độc lập dân tộc về với gia đình, người thân được yên lòng. Trong số ấy phải kể đến những đóng góp thầm lặng như người đàn ông 80 tuổi trong câu chuyện sau đây. Tôi có hai người anh trai đi bộ đội từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mà hiện nay thì mới thấy mộ của một anh thứ hai. Thì tôi nghe cái đài tiếng nói Việt Nam người ta phát thanh với cái chương trình thông tin về những người con hy sinh vì tổ quốc, thì tôi cũng đồng cảm với gia đình người ta. Người ta thông báo Nguyễn sĩ Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B đang an nghỉ tại nghĩa trang nào đó, thế nhưng mà gia đình liệt sĩ thì rất nhiều người không biết được. Thì tôi ghi chép hết tất cả các liệt sĩ, sau đó thì tôi gửi về từng địa phương một. 13 năm, hơn 20.000 bức thư được gửi đi khắp mọi miền Tổ quốc. Từ những lần ngược xuôi khắp nơi để tìm kiếm mộ của anh trai đã đưa ông Nguyễn Tiến Xuân trở thành cầu nối cho biết bao gia đình liệt sĩ trong suốt nhiều năm qua.
Thì tôi làm việc này thì tuy vất vả nhưng tôi rất vui và rất phấn khởi. Cho nên khi Bộ Quốc phòng về thì tôi bàn giao cho Bộ Quốc phòng. Và tôi có hứa với Bộ Quốc phòng là tôi sẽ tiếp tục làm công việc này. Chỉ khi nào mà mắt không nhìn thấy chữ, tay không cầm được bút để viết thì bây giờ tôi có thể là người. Nhiều năm qua, dù đã ở tuổi 80, sức khỏe đã hạn chế đi rất nhiều, song ông Xuân vẫn duy trì công việc này với trăn trở. Khi còn đó, hàng ngàn liệt sĩ vẫn còn nằm đâu đó trên khắp các chiến trường. Bây giờ có đến hàng trăm lá thư của các gia đình liệt sĩ viết thư để cảm ơn tôi. Trong thư thì có những cá nhân gia đình viết thư xin chân thành cảm ơn bác. Và bác không giúp gia đình nhà cháu về mặt vật chất, về mặt tinh thần. Nhưng nếu nói về mặt vật chất thì gia đình nhà cháu hoặc các gia đình liệt sĩ khác dù có tiền tỷ đi chăng nữa cũng không ai có thể mua được hải cốt liệt sĩ. Em chúc nhà này lành chút nhiều sức khỏe. Đâu còn nhớ một đời bạn chứ đâu. Có những người mẹ cạn nước mắt vì con, có những người vợ dòng dã bao năm đi tìm mộ chồng là liệt sĩ, song nhờ những lá thư nhận được mà biết nơi các anh nằm xuống. Giản dị và nghĩa tình, việc làm của ông Xuân chính là cách tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Khi rời quân ngũ trở về đời sống thường ngày, nhiều thương binh, bệnh binh với thương tật nặng vẫn có những đóng góp thầm lặng mà ý nghĩa cho đời. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ người thương binh Phạm Hồng Tư, dù mang thương tật nặng nhưng vẫn đang làm tốt việc truyền nghề, truyền lửa cho nhiều người. Ít ai biết rằng những sản phẩm đầy tính sáng tạo này được tạo ra từ một người thương binh nặng. 40 năm trước, ông Phạm Hồng Tư đứng trong lực lượng quân tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ. Và ông bị thương ở cuộc sống, tỷ lệ thương tật 91%. Phải nằm điều dưỡng toàn thời gian, nhưng với phẩm chất của một người lính, ông không muốn tháng ngày còn lại chỉ đối mặt với giường bệnh. Học hỏi, sáng tạo, đồ đạc trong nhà luôn được ông cải biến sao cho vừa rẻ, vừa hữu dụng. Cái đấy thì cái thứ nhất là phải thích và say, và hai là cái nghị lực mà mình phải làm. Tức là tôi có những cái nó khó là mình gọi là mình mới gặp lần đầu, chẳng hạn mình làm thì phải làm nó bằng được. Hôm nay không làm được thì mai lại phải làm sao được. Thì các lần sau là mình làm nó cũng bình thường. Chứ còn nếu mà mình mà là cái khó mình bỏ luôn thì lần sau cũng không làm được nữa. Nên là hầu như ở đây người ta trêu bỏ đấy, mang đến chỗ gọi cái trêu đùa là bác sĩ Tư là cái gì cũng làm được. Một ngày mới của ông Tư thường bắt đầu bằng việc thăm hỏi người trong làng trên chiếc xe lăn của mình. Ông còn sử dụng những kinh nghiệm và kiến thức của mình truyền dạy cho những người dân nơi đây. Xe nó rộng lắm, xe rộng nó thoải mái. Chưa bao khéo ra nó cũng thế này luôn à? Ừ thì vẫn phải làm, vẫn phải làm theo như của nó đấy, còn rộng còn chèn như này rồi. Sự là đáng nể với các bác ấy, vì bị thương binh và thương tật thì vẫn làm được những cái việc mà thực ra những người bình thường như chúng tôi như này nhiều người đa phần là không làm được. Thì tự bản thân mình cũng phải xác định rằng mình ở cái vị trí nào, tức là trong xã hội. Ví dụ như mình mà bị tàn tật chẳng hạn thì mình không làm những cái việc nặng nhọc hơn thì mình phải nghĩ cái việc nó phù hợp với mình đầu tiên. Dù đã có tuổi, nhưng người thương binh này vẫn miệt mài làm việc. Sự lao động cần cù, ý thức tự vượt lên bệnh tật và mọi khó khăn trong cuộc sống đã thật sự là động lực tinh thần lớn lao khiến họ tỏa sáng, là những tấm gương trong thời chiến cũng như thời bình, xứng danh với tên gọi người lính Cụ Hồ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.